chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem về thuốc Cabritox 600 WG, thuốc sử dụng để chữa bệnh xương mai, hán thư và gãy sẹo. Thuốc này của Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là hình ảnh của lọ thuốc, thuốc bột nha các bạn nhé, thuốc ở dạng bột nhé. Về thành phần của Cabritox 600 WG thì gồm có là Methyram 550g trên ký và Thylacoprobin 50g trên ký. Công dụng của loại thuốc này là Cabritox là thuốc trừ bệnh thế hệ mới có hiệu lực cao, chặn được tức thời và diệt triệt để nấm bệnh, đồng thời phòng bệnh kéo dài. Cabritox 600 WG có đặc tính là giúp cây nhanh chóng phục hồi sau khi bị bệnh này, và cây khỏe, lá xanh dày, cho năng suất và chất lượng cao. Hướng dẫn sử dụng của loại thuốc này là sử dụng với liều lượng khoảng lượng nước phun là khoảng 400 đến 500 lít trên 1 h, và sử dụng cách thời gian cách ly từ khoảng 5 đến 7 ngày. Đối với cây dưa hấu để trị xương mai, trên dưa hấu thì pha khoảng 30g cho bình 16 lít nước. Xương mai trên dưa leo và cà chua pha khoảng 40 đến 50g cho bình 16 lít nước. Sử dụng để trị thán thư trên ớt pha khoảng 50 đến 60g trên cho bình 16 lít nước. Và trị bệnh mốc xương trên khoai tây pha khoảng 60g cho bình 16 lít nước. Trên đậu nành để trị bệnh rỉ sắt pha khoảng 30g cho bình 16 lít nước. Đối với thán thư xoài là sử dụng 300g cho 100 lít nước, là khoảng 30g cho bình 10 lít. Bình 20 lít là khoảng 60g. Và bệnh nhẹ sẹo trên cam pha khoảng 300g cho 100 lít nước. Pha bình là bình 20 lít nước thì pha khoảng 60g cho bình một bình 20 lít nước. Xin hết ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và các bạn hãy nhớ bấm nút đăng ký và bấm nút chuông để được nhận những video mới nhất từ kênh Thuốc Thực Vật. Xin cảm ơn ạ.